quay sát này. Để các bạn thấy, cái này là cái mặt sau của cái DB Technology có cái series là 503 ES503. Rồi để mình giải thích cái mặt sau này các bạn ha. Thì ở đây nó có hai cổng out cho mình luôn. Rồi, hai cổng out này thì các bạn có thể sử dụng stereo được. Rồi, mình thấy hai cái loa mình chồng lên đó ha. Hai cái loa này mình có thể tách ra làm đôi. Mình sẽ sử dụng làm hai loa stereo, mình sẽ nối vô đây. Đó, mình có thể sử dụng á, một á là mình chồng hai cái loa lại, mình đi một đường thôi, rồi mình sẽ chọn cái chương trình ở đây. Vô menu nè, các bạn sẽ chọn cái chương trình. Đó, mình có thể chọn nó. Hoặc là stereo nè, double nè, hai cây nè. Đó, mono là mình nối hai cái loa nhỏ lại với nhau. Stereo là mình để một cái trên shop, một cái để rời ngoài, giữ im vô mình back lại. Cái này mình có thể điều chỉnh được bluetooth của nó nữa, mình vô menu ha, bluetooth menu mình on nó lên, off nè, on đó, để các bạn chỉ cần nối vô thôi là xài được. Rồi đó là tổng hợp của những cái của mặt sau của cái DB Technology 503 ES503. Rồi Rồi, hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn về cái loa DB Technology có cái model là ES503. Một trong những sản phẩm mà cho tới thời điểm này mình rất là thích đối với một cái dòng sản phẩm loa cồn dùng cho biểu diễn acoustic, dùng cho những hội trường, dùng cho những ban nhạc nhỏ và dùng cho những cái sự kiện outdoor với quy mô nhỏ các bạn ha. Rồi, thì ở đây mình rất là thích. À, thông thường thì một cái cột loa đó thì nó bao gồm cái cây dính liền luôn, mình không thể tách rời, nó thành stereo. Thì ở đây mình có một cái sub 12 inch. Cái loa này mình có thể tháo rời, mình có thể tháo rời, mình có thể làm hai cột hai bên, như là hồi nãy mình đã cho các bạn coi cái phần reset để các bạn ha. Rồi, cái này là mặt sau của nó, các bạn có thể ghép nó lại hoặc có thể tách làm đôi. Cái này mình có thể đưa lên cao, mục đích của nhà sản xuất đưa ra là giúp cho mình đánh những cái âm thanh rất là xa. Cấu tạo của cái DB Technology ở cái model này là ba cái âm ly rời nha các bạn. Khi mình đọc cái thông số đó thì với ba cái âm ly rời như thế này á là nó sẽ điều khiển cho các bạn riêng âm ly cho sub riêng và âm ly cho hai loa này riêng. Tổng cộng một âm ly như vậy đưa ra là 1000W để các bạn ha. Rồi, với 1000W thì nó sẽ đáp ứng các bạn những cái quy mô biểu diễn có chích bass, các bạn có thể quấn guitar bass được, có thể quấn ọt được. Các bạn cũng có thể coi như cái này một giải pháp gọn. Trong cái loa cột đó các bạn, trong cái loa cột quá mình có thấy một để ý như thế này nè. Nếu mà mình chịu lật catalog ra, mình coi cái nhà sản xuất người ta phân khúc nó vào cái quy mô như thế nào, hoặc là mình lựa chọn nhiều cái thương hiệu với nhau, mình có thể tìm ra được thứ nhất là vừa phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình mà vừa phù hợp với nhu cầu tài chính của mình. Có những cái loa cột á là người ta để biểu diễn chuyên nghiệp mà các bạn mua về cho ở phân khúc nhỏ thì cái giá trị mình bỏ ra nó rất là mắc. Còn có những cái phân khúc mà nhỏ quá mà đem đi đánh cho những cái môi trường lớn, ví dụ tiệc tùng, ví dụ cỡ 5-10 bàn hoặc mười mấy bàn trở lên, thì nhiều khi mà mình không đúng công năng của nó đó thì dễ dàng lắm mình có thể làm tổn hại về loa các bạn ha. Rồi, cái này cũng là một bản demo để giúp các bạn lựa chọn một cái sản phẩm ưng ý cho mình. Rồi, rất vui và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Nhớ đăng ký clip của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Từ khi em không cần về quê xứ, là lần con phố nghe vào văn phục vụ, ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em tăng đến nơi nào. Ngày chia đi không còn gì trong tay, chỉ còn nỗi nhớ với anh suốt đêm dài.
có con sông và nơi chẳng vào tim bay lúc đi rồi nhưng thương mơ sâu cùng. Ngày chia tay anh một đời siêu phong, một lần sau tôi cho anh thêm một người. Cuộc sống vẫn tiếp tôi vắng xa nhau, anh vẫn sống vô chừng. Còn gì đâu khi đồng đời chỉ hai, chỉ còn nước mắt ôm anh thêm muôn đời. Những đêm tối chỉ biết có một mình anh tin thương hoài những dấu yêu trong đời. Yêu em như say đắm không cần toàn tình những gì làm gì. Anh yêu em sao chưa xót lãng quên tháng năm. Chờ ngày em đến xin hát cốt cao, chỉ còn chỉ đóng nó vô áp trên đời. Không ngàn bay cắt rừng lờ, cốt cao bay nơi trôi xa. Một ngày em đến không cô hát ca, đừng đặt tiếng em trong chiếc môi cười. Là đời anh bất bật gọi hát sâu trong tim vẽ sâu. Rồi, xin chào các bạn. Ở nhà mình có bạc tì hoặc là có những cái buổi biểu diễn âm nhạc, sản phẩm này rất là phù hợp. Rồi, với một